Mọi xe tải, bất kể của nước nào chạy trên đường của Bỉ đều bị theo dõi bằng công nghệ định vị vệ tinh. Kết hợp thông tin định vị với hình ảnh từ các camera cố định lắp trên mỗi làn đường, có thể biết ngay lập tức xe nào chưa trả phí đường. Chiếc xe vừa chạy qua đây bị xác định là chưa trả phí đường. Từ biển số chúng tôi biết đó là xe từ Pháp chạy qua. Kết hợp với dữ liệu từ trung tâm, chúng tôi biết tải trọng của xe và mức độ xả thải của xe. Nhóm thanh tra thuế tuần tra ngẫu nhiên, mỗi ngày trên một quãng đường khác nhau. Khi phát hiện một xe tải bị nghi là chưa trả phí đường, họ có quyền truy đuổi, chặn ngay trên đường cao tốc để kiểm tra thiết bị định danh mà theo luật thì từ 3 năm nay xe tải nào cũng phải lắp. Thiết bị này có nguyên lý hoạt động giống như máy định vị vệ tinh, phát tín hiệu lên vệ tinh. Nhờ đó, chúng tôi luôn biết xe đang ở đâu. Đây là máy tính phí đường. Hôm nay, xe này đã chạy 347 km. Chủ xe đã trả 52 euro phí đường trên đất Bỉ. Mỗi ngày có khoảng 140.000 xe tải chạy trên các quãng đường phải trả phí của Vương quốc Bỉ. Là mỗi ngày, nước Bỉ thu được gần 3 triệu euro. Thu phí theo cách này, đầu tư ban đầu thì nhiều, nhưng vận hành lại rẻ hơn. Và có cái hay nữa là có thể kiểm toán dễ dàng số tiền thu được do mọi dữ liệu đều được lưu trữ tại đây. Chúng tôi không cần xây trạm thu phí, không phải mở rộng đường thành hình rẻ quạt nhiều làn trước trạm thu phí, không cần dựng lên 10-15 quầy thu phí, mà lái xe cũng không cần phải dừng lại trả tiền đường. Khi cần phải thêm hay bớt quãng đường thu phí, thì chỉ cần lập trình lại trên máy tính, chứ không phải xây cất thêm gì cả. Hiện đang có hơn 10 nước châu Âu thu phí đường nhờ công nghệ vệ tinh. Vấn đề là mỗi nước áp dụng một chuẩn kỹ thuật khác nhau. Một xe tải ngang dọc châu Âu thì không thể nào lắp cả chục thiết bị trong buồng lái. Và do vậy thì Ủy ban châu Âu đang có kế hoạch chuẩn hóa công nghệ thu phí xe tải trên toàn lãnh thổ châu Âu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Trung tâm xử lý dữ liệu Viapas, Vương quốc Bỉ.